Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì bên em có về được một số phần địa lan nhé mọi người. Và địa lan này có tên gọi là Bạch Phượng Môi Tua đó, hay còn gọi là Phượng Trắng của khu vực rừng Tây Nguyên. Thì hôm nay thì về đúng cái đợt là cây nó mới bắt đầu nó lên mầm mới, tức là nó đã cao được tầm cỡ mười mấy centi rồi mọi người. Cái thời điểm này là cái thời điểm thích hợp nhất để trồng cái loại Bạch Phượng này nhé mọi người. Bởi vì cây nó vừa mới lớn mầm lên ra khỏi củ và nó cái cây nó còn nhỏ nên là lúc vận chuyển đi thì nó sẽ rất là lâu héo đó. Về thì mọi người chăm thì nó sẽ khỏe hơn, nhanh lại sức hơn so với cái mùa mà cây nó đã dài 3 40 50 cm nhé mọi người. Và cái loại Bạch Phượng Môi Tua này á thì cái mùa hoa của nó cũng sắp tới rồi. Mọi người về chúng ta chăm nó cao lên tầm cỡ hai mấy 30 cm là có thể thời điểm đó là nó đủ độ tuổi để ra hoa rồi, và chúng ta sẽ được ngắm cái loại cái hoa địa lan, một trong số những cái dòng địa lan mà cho hoa đẹp nhất ở khu vực rừng Đông Nam Á này nhé mọi người. Đó. Cái hoa của Bạch Phượng Môi Tua thì nó là một cái hoa màu trắng tinh khôi nha. Thời điểm đầu mới nở thì nó hơi xanh xanh tí, sau dần dần nó sẽ chuyển qua màu trắng. Và cùng với đó là cái hai phần cánh hoa nó xòe ra hai bên giống như là một cái con phượng hoàng đang phượng hoàng trắng đang xòe cánh rất là đẹp. Đó. Mọi người chưa biết rõ cái mặt hoa khó hình dung thì mọi người có thể lên Google chúng ta search Bạch Phượng Môi Tua thì nó sẽ ra nha. Đây là một cái loại địa lan đặc hữu của khu vực rừng Tây Nguyên và cũng rất là hiếm khi có mọi người. Đợt này về trong năm nay này thì mới về được hai đợt thôi mọi người. Thì hai đợt đó thì rất nhiều các bác anh chị chúng ta mua, thì em thấy là cái loại này nhiều bác nhiều anh chị rất là thích. Đợt vừa rồi thì có một số bác chưa mua kịp thì có thể đặt hàng trong ngày hôm nay nhé mọi người. Nó chỉ có đúng đợt này thôi, chứ còn cái đợt mà cái cây dài dài cây nó lên cao dài thì lúc đó chắc bà con người ta cũng không hái mọi người, bởi vì cái thời điểm đó là cây nó dài thì nó sẽ rất là nhanh héo, hái về tới nơi thì nó sẽ dễ héo đi, về mọi người trồng thì nó khó hơn, nó không khỏe là giống như là lúc chúng ta trồng cây như vậy, trồng cây mới nhú lên đó, nó có đang còn dính củ, về mọi người trồng nó lại sức rất là nhanh nha. Đó, đặc biệt là vận chuyển đi xa nó cũng khỏe nữa. Rồi thì loại này phân bố chủ yếu khu vực rừng Tây Nguyên nhé mọi người, con tum có, lông đồng cũng có nha. Cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Bạch Phượng Môi Tua là cái phần cây đây nè. Phần cây đây thì cái lá nó to giống như kiểu lá mít vậy, nó xòe tròn đều vào và hình giống như chiếc kèn mọi người. Nó mọc đối xứng xoay thẳng lên nha, xoay thẳng lên. Rồi. Thời điểm đầu thì cây nó mọc ra từ củ mọi người, sau nó đủ độ lớn rồi nó sẽ rụng ra nha. Đó, nó sẽ tự mọc riêng rễ ra. Rồi thì hôm nay thì hàng về khá là tươi đẹp luôn mọi người. Bà con người ta đi hái đi đào về thì giữ cũng rất là tốt. Đó. Thì mọi người có thể thấy là cây nó hầu như là đang nguyên vẹn hết. Đó. Với lại mấy cái cây gãy dập gì em cũng lọc lựa ra hết rồi. Nhưng mà đợt này thì hàng bà con người ta trồng người ta hái đào rất là tốt nên là hầu như là không có cây dập gãy mọi người. Đó. Rồi một phần là được 6 cây nhé mọi người, 6 cây là có giá là 250.000 thì cho các bác anh chị chúng ta sưu tầm về làm giống. Đây là cái loại địa lan hoa thuộc dạng đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên và Đông Nam Á nhé mọi người. Và mọi người lưu ý là cái lan Bạch Phượng Môi Tua này ngoài đẹp á, thì nó là một cái loại địa lan rất là thơm rồi nha. Cách đây 2-3 năm gì á thì cũng đợt cây nó đang về đang có hoa á, thì lúc đó hoa nó nở là cần một bó thôi, bó vài cây thôi mà ngửi cái mùi hương thơm nó lan tỏa ra xung quanh rất là đậm nhé mọi người. Rồi thì em sẽ để xem cái hình đại diện của cái lan Bạch Phượng Môi Tua này trên hình đại diện của clip á, thì cho các bác anh chị chúng ta dễ xem nữa, hoặc mọi người cứ lên Google chúng ta search, đảm bảo mọi người nhìn thấy cái mặt hoa sẽ rất đẹp luôn. Rồi đây là một cái giống địa lan cực kỳ quý nha mọi người. Mỗi năm chỉ về vài lần thôi. Đợt nào đợt trước thì các bác anh chị chúng ta chưa có, ta đợt này có thể sưu tầm thêm nha. Rồi và mọi người lưu ý là giá 250.000 một phần nha, một phần là được 6 cây. Đó, phần 6 cây thì em chia các phần nó tương tự đều lẫn nhau rồi. Đó, thì về mọi người trồng sẽ rất là khỏe đây. Cây nó mới bắt đầu quá trình phát triển của nó. Rồi và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì các bác anh chị có nhu cầu mua cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề là được nha. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh. Rồi thì máy này sau khi lên clip thì em sẽ bắt đầu em nhận đơn và đóng gói gửi đi cho mọi người.
để đảm bảo cái quá trình gửi tới nơi cho mọi người là nó được nhanh nhất về mọi người trồng, chúng ta có được một cái loại địa lan đẹp hòa thơm về làm giống. Rồi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên ạ.